Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô là Lê Nguyễn Thu Ngàn, hiện cô đang phụ trách môn Sinh học tại trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Ngày hôm nay, cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em để cùng tìm hiểu nội dung trong chương trình Sinh học 7, bài 1: Thế giới động vật đa dạng và phong phú. Trong chương trình Sinh học 6, các em đã được tìm hiểu về sự đa dạng phong phú ở các loài thực vật. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự đa dạng phong phú ở động vật với hai nội dung chính. Đó chính là sự đa dạng về loài và sự phong phú về số lượng cá thể và nội dung thứ hai đó chính là đa dạng về môi trường sống. Bây giờ, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu về nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay, đó chính là sự đa dạng về loài và sự phong phú về số lượng cá thể. Cùng tìm hiểu về sự đa dạng về loài và sự phong phú về số lượng cá thể. Quan sát hình ảnh sự đa dạng của các loài động vật ta thấy, động vật vô cùng đa dạng và phong phú. Chúng phân bố khắp nơi trên trái đất, hiện nay đã có khoảng 1,5 triệu loài được phát hiện. Và sự đa dạng về loài của các loài động vật sẽ được thể hiện ở hai yếu tố. Thứ nhất đó là số lượng loài, và thứ hai đó chính là số lượng cá thể của từng loài. Chúng ta sẽ cùng quan sát một số hình ảnh về sự đa dạng về loài của các loài động vật, như trong ngành động vật nguyên sinh, ngành ruột khoan, ngành thân mềm, các ngành dung như ngành dung dẹp, ngành dung tròn và ngành dung đốt. Sự đa dạng về ngành chân khớp với ba lớp, lớp hình nhện, lớp sâu bọ và lớp giáp sát. Sự đa dạng về các lớp cá, lớp lưỡng cư lớp bò sát, lớp chim và lớp thú. Vậy qua đây ta thấy được rằng các loài động vật có sự đa dạng về loài rất lớn. Và thậm chí khi chúng ta quan sát một giọt nước biển dưới kính hiển vi, đây là hình ảnh một giọt nước biển được quan sát dưới kính hiển vi, ta thấy ở trong giọt nước biển này cũng có vô số các loài đa dạng. Ví dụ như đó là những loài giáp sát nhỏ, hay là ấu trùng của thân mềm, hay là tảo, hay là động vật nguyên sinh. Đây, động vật nguyên sinh. Thậm chí như là các em cũng biết được rằng sự phong phú về số lượng cá thể, các em có thể thấy được hình ảnh những đàn chim di cư tránh rét bay ngập trời hay những đàn châu chấu di cư. Bên cạnh đó, một số loài động vật cũng được con người chúng ta thuần hóa để tạo thành vật nuôi với những nhu cầu khác nhau của con người, ví dụ như là để làm thực phẩm hay để làm cảnh giải trí hay như đây là bò cũng được đưa về làm vật nuôi và cũng được lai tạo để thực hiện những nhu cầu khác nhau của con người như là lấy thịt lấy sữa hoặc lấy sức kéo vậy thì các loài động vật đã có sự đa dạng về môi trường sống như thế nào chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua nội dung thứ hai của bài học ngày hôm nay đó chính là sự đa dạng về môi trường sống Cùng tìm hiểu sự đa dạng về môi trường sống, ta thấy động vật phân bố cực kỳ rộng rãi trong các môi trường sống rất khác nhau, như trong môi trường dưới nước, có môi trường nước mặn, môi trường nước lợ và môi trường nước ngọt, môi trường trên cạn, môi trường trên không, thậm chí đó là những môi trường có điều kiện cực kỳ khắc nghiệt như môi trường đối lạnh và môi trường hoang mạc đới nóng. Chúng ta sẽ cùng phân tích thông qua một vài hình ảnh sau đây. Các em cùng quan sát, các em thấy Động vật sẽ phân bố cực kỳ rộng rãi trên môi trường trên không, môi trường trên cạn và môi trường dưới nước. Đây là hình ảnh các loài động vật phân bố trong môi trường dưới nước. Bên cạnh đó, một số loài động vật chúng đã có cấu tạo và tập tính rất đặc biệt để có thể thích nghi được với những môi trường có khí hậu khắc nghiệt như môi trường đối lạnh ở Nam Cực, Bắc Cực. Ví dụ, đây là gấu trắng Bắc Cực. Thì con gấu trắng này sẽ có hiện tượng đó chính là ngủ đông để tránh rét Hay như cá voi sẽ có lớp mỡ rất là dày để làm gì? Đó chính là để tránh rét trong môi trường dưới nước Đây là môi trường hoang mạc đới nóng Với những đặc điểm cấu tạo rất thích nghi như ở lạc đà với bú mỡ ở trên lưng Có thể chuyển hóa thành nước để trao đổi chất cho cơ thể khi cần thiết hoặc chúng có thể đi xa và nhịn khát tốt để tìm kiếm nguồn nước. Hay một số loài bò sát nhỏ có thể vùi mình vào trong cát để tránh được cái nhiệt độ nắng nóng của hoang mạc đới nóng. Tóm lại, ta thấy các loài động vật phân bố cực kỳ rộng rãi trên trái đất này. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Thông qua nội dung bài học, các em sẽ nắm cho cô hai nội dung kiến thức quan trọng, đó chính là sự đa dạng về loài và phong phú về số lượng cá thể và sự đa dạng về môi trường sống. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo của chương trình.